Xin hỏi một câu hỏi bên Facebook là: thưa thầy, làm sao để biết được trải nghiệm và tạo nghiệp? Tạo nghiệp á, là sự thể hiện các hành vi. Nghiệp á, trong tiếng Pali và Sanskrit là karma, có nghĩa đen trong tiếng Việt đó là hành vi, hành động hay là sự tạo tác. Sự tạo nghiệp á, nó gồm có hai hình thức. Thứ nhất á, là tạo nghiệp một cách có chủ ý, tức là cố tình làm. Thứ hai đó là tạo nghiệp một cách vô ý, tức là không có cố tình, nhưng mà lỡ hoặc là tình cờ làm thôi. Thì dầu là cố ý hay là vô tình, thì hậu quả của các hành vi về phương diện xấu và kết quả của các hành động về phương diện tốt vẫn trổ quả như thường. Thì các hành động đó được gọi là tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì có hai khuynh hướng: tạo nghiệp xấu, nghiệp tiêu cực, nghiệp ác, dẫn đến các hậu quả khổ đau cho nạn nhân của mình và cho bản thân mình. Thì các loại tạo nghiệp này đó, Đức Phật khuyên là nên tránh. Tạo nghiệp tích cực, nghiệp thiện, nghiệp lành, nghiệp hạnh phúc, nghiệp bình an, nghiệp có giá trị là điều mà mọi công dân toàn cầu nên hướng về. Và ở góc độ đó, đó thì Đức Phật khuyên người Phật tử đó phải nỗ lực thật nhiều trong việc tạo các nghiệp tốt, tạo nghiệp tốt. Và do đó khi mà ai đó ghét chúng ta trên mạng xã hội, gọi chúng ta là người tạo nghiệp, thì quý vị đừng có ngại. Cái khái niệm tạo nghiệp đây là một cái từ trung tính. Nó có nghĩa đen là gì? Thể hiện một hành động, thực hiện một hành vi, làm một cái việc gì đó, thế thôi. Nó chưa phản ánh được bản chất pháp luật của hành động, bản chất dân sự của hành động, bản chất đạo đức của hành động, và cũng như là cái kết quả của hành động đó. Do đó người tu học Phật chỉ ngại và nỗ lực ngăn trừ các tạo nghiệp tiêu cực xấu, phạm pháp, trái đạo đức, ngược lương tâm, có ảnh hưởng xấu thôi. Trả nghiệp là một cái từ dân gian mô tả về cái việc mà chúng ta phải gặt lấy cái hậu quả từ việc tạo nghiệp ở phương diện xấu. Và chữ trả nghiệp thì thường được dùng cho khái niệm tiêu cực, tức là khi mà mình làm các hành động xấu, tạo nghiệp xấu, từ lời nói, việc làm cho đến các hành động cụ thể, thì lúc đó chúng ta phải gặt lấy các hậu quả tiêu cực về phương diện luật pháp, về phương diện ảnh hưởng của cộng đồng, về phương diện người thân và về phương diện cá nhân của chúng ta. Còn gặt lấy các thành quả tốt là cái từ mô tả cái sự trổ quả của một nghiệp về phương diện tích cực. Cho nên người tu học Phật cần phải hiểu rõ, dầu chúng ta làm một cách tình cờ hay cố ý, nhưng khi hành động đã được thể hiện thì quả, nếu hội đủ các duyên thì đúng thời điểm nó sẽ là thể hiện ra cái kết quả hoặc là cái hiệu quả. Chúng ta phải gánh lấy nó, chứ còn không thể đào tẩu được. Chính vì thế mà Đức Phật nói là dầu có khả năng lặn sâu dưới lòng biển, bay cao trên bầu trời, ẩn núp ở trong các hang động đá, thì khi nhân duyên chín mùi đó, nhân xấu đã trổ quả thì không thể nào trốn đi đâu được. Tôi xin đọc một câu hỏi bên YouTube và Thích Nhật Từ Official. Con chào thầy, cho con hỏi thờ Phật như thế nào là đúng, được hạnh phúc và nhiều phước báo. Để hiểu chi tiết thì các bạn có thể vào Google gõ Thích Nhật Từ, tức là tên của thầy, và đánh cái chữ thờ cúng Phật, thì sẽ xuất hiện một video clip 65 phút hướng dẫn về vấn đề này. Còn để đơn giản và dễ nhớ thì chúng ta lưu ý rằng là khi chúng ta đã chính thức làm Phật tử thì trong nhà mình phải có một gốc tâm linh. Tôi dùng từ đó để chỉ cho bàn thờ Phật. Thì gốc tâm linh này đó, dù nhỏ vừa hay lớn, đều
phải đạt được yêu cầu là thờ phượng một cách trang nghiêm. Vị trí của bàn thờ đó ở ngay cái tầm mắt của chúng ta khoảng chừng là 1,7 cho đến 2 mét, tránh tình trạng thờ quá cao. Mỗi lần thắp hương, cúng hoa, dâng nước, dâng trái cây phải bắt ghế lên thì dễ bị té ngã. Và thứ hai là khi mà chúng ta ngồi xuống để tụng niệm á, thì chỉ thấy cái bàn ở trước mặt mình, chẳng thấy tượng Phật ở đâu hết á. Cho nên nó thờ ở một cái vị trí vừa phải thôi, chứ đừng có quá cao. Thứ hai đó, vị trí đó phải yên tĩnh, thoáng mát, đừng ngay cái vị trí ra vào, đừng hướng về phía nhà bếp, nhà cầu, vân vân, để tạo ra sự trang nghiêm và thanh tịnh tuyệt đối. Thứ ba đó là việc thờ Phật á, thì chỉ có ý nghĩa khi mà mỗi ngày chúng ta đều nhớ đến Phật. Cho nên buổi sáng trước khi đi làm và buổi chiều sau khi đi làm về thì quý vị nên xá chào hoặc là lại bàn thờ Phật của mình đó, Đức Phật ở trên bàn thờ Phật của mình đó, ba lại. Rồi dâng nước cúng, nước sạch thôi, đậy nắp lại, dâng trái cây, có tiền đó, thì mua thêm hoa. Nước cúng xong vài tiếng thì rót ra để uống. Trái cây cúng 1-2 ngày thì để vào tủ lạnh để ăn, chứ đừng có vứt bỏ. Còn hoa cúng thì phải làm vệ sinh thật là sạch. Còn bát hương, chân nhang phải làm vệ sinh thường xuyên. Đừng mê tín theo kiểu là để cuối năm mới dọn quét bàn thờ một lần. Đã thờ thì phải thanh tịnh, mà muốn thanh tịnh thì phải siêng năng dọn bàn thờ. Còn việc cúng cho Đức Phật chủ yếu là trái cây, nước và hoa, không cần thức ăn cũng như là các loại thức uống khác. Do đó chúng ta đừng có cúng thực phẩm mặn trên bàn thờ Phật, vì như thế chẳng những không phù hợp với văn hóa thờ phượng trong đạo Phật, ngược lại còn vô tình gieo nghiệp sát, vốn là điều không nên.